Được rồi, đi ăn tối, tuyệt vời. Mọi người muốn đi đâu? Cùng mọi người được, tôi cần phải hoàn thành một đơn đặt hàng lớn. Tôi cần phải về nhà và làm việc bây giờ. Cùng mọi người thì hôm nay anh ấy có cả đêm ở sân Hoa Khai Minh, tôi cũng phải làm cả đêm. Còn tôi thì sắp đi Arista, hãy đến thăm chùa vàng. Tôi cũng không đến ăn tối cùng mọi người được, bởi vì Rich và Vinay ở văn phòng cần phải làm việc. Đến văn phòng tôi bây giờ, nếu sếp của tôi đi làm tôi cũng phải đi làm thôi. Xin lỗi mọi người, tôi có hẹn trước rồi, vậy nên tôi cũng không đi cùng được. Vậy sao, anh đột nhiên có một cuộc hẹn sao? Và hai người cũng không đi được sao? Chứ không tham gia cũng được. Hôm nay chúng ta sẽ ở nhà và đi ngủ sớm. Chúng ta sẽ về nhà và nghỉ ngơi, không phải sao? Giờ chỉ còn lại hai người thôi, nhưng mà hai người sẽ đi đi, vì anh đã thua cuộc trong cuộc thi này. Là tất cả mọi người đang lên kế hoạch chuyện này hả? Tôi cũng thấy vậy đó. Em sẽ đăng bức ảnh này của hai người đi trên Facebook. Cặp đôi dốt nhát thật. Nào xuống đi. Xin cảm ơn hai người một lần nữa. Tôi sẽ đưa Bani Raga, Minu, cô cũng hãy chuẩn bị để ra ngoài ăn tối. Được. Tôi sẽ rất nhớ cậu đi. Cô không cần phải tạm biệt tôi đâu. Viếng thăm chùa nha, là xong. Tất nhiên rồi. Tạm biệt. Đi nào. Lên kế hoạch ăn tối cùng nhau đi. Chuyện này thật là thú vị. Cùng nhau ra ngoài ăn tối à? Bữa tối của bạn trở nên lãng mạn hơn. Anh ba có chuyện gì vậy? Cơ hội này thì anh ba hãy đưa Bindu ăn tối thật vui vẻ. Hãy dành ngày hôm nay cho cô ấy đi, và phần còn lại hãy để Chúa lo. Dù cơ anh nào có thế nào đi nữa thì đó cũng là sứ mệnh của cô ấy đã được định sẵn rồi. Một cuộc sống như thế này, tôi muốn anh chỉ có thể ở bên cạnh tôi, chứ không phải là bất kỳ ai khác. Thank you.
cho tôi xuống ở đây đi anh ba. Cậu không cần phải đi tìm chỗ đậu xe đâu, tôi sẽ xuống ở đây. Hãy nhớ những gì tôi đã nói với anh, đừng để bị dính giữa hai người phụ nữ. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ, mình muốn bên cạnh người nào, anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Adrien, Canada. Không, anh ở Manila. Cái gì? Canada, em đang ở đâu? Anh đã đến ngay bây giờ. Canada, chờ anh. Giờ thì tốt rồi. Đã hoàn thành ngày hôm nay. Đã hoàn thành. Cô nói thật chứ? Ôi, chỉ là 25 mẫu thôi, anh biết không? Thêm được 3 mẫu phần. Tôi sẽ ngồi cả đêm để cắt. Chúng ta sẽ may tất cả chúng lại. Đúng vậy. Chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ đơn hàng. Các con à, các con không làm phiền các cô ấy chứ? Dạ, dân ạ. Là một cô bé rất nghịch ngợm, tủ lạnh như một con khỉ. Nếu xe này con làm vậy nữa hả thì đừng lên bắn bọn trẻ. Khi bắt chúng ngồi ở đây cả ngày, chúng được phép chơi đùa ở đây. Manda sẽ chăm sóc thằng bé, chắc chắn rồi. Manda nghe đây, gần tủ lạnh đều đã sẵn sàng, đặt tất cả số vải. Các tối nay cô nhớ rồi chứ? Được, tôi nhớ rồi. Được phê duyệt, chúng ta sẽ nhận được đơn đặt hàng mới là 1.500 chiếc. Nào đi ăn thôi. Có ai cần giúp đỡ gì không? Em xem không sao. Hai người cũng ngồi đi nào. Được rồi, nào ngồi đi. Bà đang ăn chưa? Bà ngon miệng chứ? Em sẽ cần phải ngồi làm việc cả đêm. Anh không thể nào giúp em việc đó. Vì vậy anh sẽ lo tất cả những công việc còn ở đây. Anh chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện mà yên tâm đi chứ. Được rồi, từ ngữ quan Mỹ nào đó đã khen ngợi anh đây. Anh hiểu cảm giác của em. Được rồi, nào chúng ta ăn đi. Khi nào đơn hàng này còn chưa hoàn thành thì thưởng thức đồ ăn một cách thoải mái được. Tôi cần phải nhanh chóng hoàn thành nó thôi. Được rồi. Biên Dương, dạ. Trông con thật xinh đẹp. Cầu mong cho mọi điều tốt lành đến với con. Tại sao giờ Emma vẫn chưa dậy? Đang là giờ cao điểm phải không ạ? Chắc là anh ấy gặp chút vấn đề khi tham gia giao thông thì đường nào cũng sẽ bị tắc như là nhà thôi mà. Đi tàu là tốt nhất, cho nên con để thông báo tình hình chứ. Vẫn còn nhiều thời gian mà, một lát nữa con sẽ gọi cho anh ấy. Thằng anh ma này thật là... Con chờ 15 phút nữa coi sao. Dạ. Để yêu cầu Whisky trả lại tiền, không trả lại nó. Cho nên... Em đã hỏi một tiền đi Rice, tại sao em nói chuyện này? Anh định làm mọi thứ rối tung lên sao? Tôi còn có thể làm gì khác được chứ? Tôi không thể để cậu ngồi tù được, ít nhất thì tôi cũng muốn khiến cậu không bị cô ấy khiển trách chứ. Em mượn tiền của Rice, cho nên anh ta trả tiền từ văn phòng, đưa cho em. Mẹ ơi, kể từ khi đi dự tiệc về là chị ấy đã không nói chuyện với con rồi, cũng không lo lắng gì con nữa. Con phải làm gì bây giờ? Con bé không phải là đang giận con, và con bé đang giận chính bản thân mình.
cho nên con bé tự trách bản thân như thế. Con bé đã phải lo cho chúng ta rất nhiều. Tội nghiệp Rotunda của chúng ta. Có lẽ hôm nay con bé cảm thấy rất tệ sau buổi nói chuyện đó, bởi vì không ai quan tâm hay lo lắng đến con bé. Gọi cho anh Mai đi. Bác ai đó chờ đợi như thế này mất lịch sự quá đi. Dạ. Em không thể sống thiếu anh, Amma. Nhưng em không nên làm tổn thương chính bản thân mình chứ. Em chỉ đang lấy đi mạng sống của mình. Em không lấy mạng sống của ai cả. Sao? Không. Hãy nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Anh ba, nếu em ngủ anh sẽ rời đi phải không? Anh sẽ ở lại đây với em. Anh hứa. Con có nói chuyện được với anh Mai chưa? Dạ chưa, anh ấy không nghe máy. Con nghĩ là anh ấy chắc chắn rất bận. Ta sẽ gọi cho nó. Em có muốn lấy cái gì cho em không? Bây giờ em đang rất mệt mỏi đúng không? Anh Mai, tại sao lại cứu em? Lẽ ra anh nên để em chết. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Dù sao thì cũng không có ai quan tâm đến em. Nó đổ chuông nãy giờ rồi. Yêu thương và quan tâm anh à. Còn em thì chẳng có ai cả. Anh sẽ ở đây với em. Đời của anh bây giờ thì không cần nghỉ ngơi gì nữa. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi đi. Cuộc đời của ta nó đang ở đâu được chứ? Con sẽ gọi cho Manny. Anh Ma có lẽ đang ở cùng anh ấy. Ba chờ chút đã. Ôi, Minh Điêu gọi. Mình phải nói gì đây? Anh Ma đã khiến mình phải rơi vào tình huống khó xử này. Dạ, cô Minh Điêu. Chuyến tàu bị trễ 2 tiếng, bây giờ tôi đang ở đợi nhà ga đi. Tôi hiểu mà, anh Ba đang ở cùng anh phải không? Anh ấy không trả lời điện thoại nào cả. Anh Ba không ở cùng tôi. Sao thế? Anh ấy không ở chỗ của anh sao? Vậy thì anh ấy có thể đi đâu chứ? Anh ấy có nói gì không? Anh ấy ở với cô. Khi anh ấy đưa tôi đến đây, anh Ba đã nhận cuộc gọi điện thoại và tôi đã nhìn nhầm tên. Khi nghe máy tôi thấy rất lo lắng. Ai gọi cho anh ấy vậy? Đó là Kankada. Anh Ma đã đi gặp cô ấy. Anh Ma đang đâu? Minh Điêu. Tại sao nó không về nhà? Nó ở đâu chứ? Ba, con đã nói chuyện với Mandy rồi. Anh Ma nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Vì thế anh ấy đã rời khỏi nhà ga rất dọn dàng. Có chuyện gì quan trọng vậy? Ma, đương nhiên là ở bệnh viện gọi thì sẽ quan trọng rồi. Dù sao thì anh ấy cũng là bác sĩ mà, từ bệnh viện bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn đối với việc anh ấy. Đi ăn tối với con có phải không nào? Con nghĩ đó chỉ là lý do anh ấy đã không nghe máy của chúng ta gọi. Có phải không? Và bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch này. Nếu không thì anh Ma không bao giờ làm vậy. Đúng rồi. Con cũng sẽ thay đồ và đi ngủ đi. Mà không ăn tối sao? Dạ không. Con sẽ ăn sao? Ba nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào nói về ra con bệnh viện thì hai con sẽ đi cùng nhau. Vậy đi theo ta.
Được rồi, cả bà nữa hãy đi cùng đi. Mang theo túi của bà, mau lên nào. Bà định đưa chúng ta đến bệnh viện sao? Đúng vậy. Vậy hôm khác được không ba? Không được đâu. Hôm nay mà thua trò chơi mà. Nào, cùng đi ăn tối, không nói gì hết. Nhưng mà ít nhất ông cũng phải lấy túi chứ. Giờ chỉ còn lại hai người thôi, nhưng hai người sẽ phải đi. Vì anh đã thua trong cuộc thi đấu vui được rồi. Là tất cả mọi người đang lên kế hoạch chuyện này hả? Mặc dù cuộc hôn nhân này không phải vì tình yêu, nhưng mà trước mặt mọi người chúng ta vẫn là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Tôi chịu trách nhiệm với cô Minu, đó là điều tôi phải làm. Manda, anh để đó đi. Em sẽ dọn dẹp chúng trước khi đi ngủ. Tôi không hiểu em sao. Khi tôi đi ngủ em sẽ lại bắt đầu làm việc. Tôi sẽ không ngủ cho đến khi em xong việc và đi ngủ cùng. Tôi có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Sao? Đúng rồi, anh hoàn thành việc gì? Tôi cần phải nói hết với em sao? Tôi có một danh sách dài và công việc cần làm đây. Giờ vẫn còn sớm, mình sẽ làm thêm một chút nữa. Hãy đưa cho em đi. Em làm gì chứ? Tại sao em lại bướng bỉnh như vậy? Mà em muốn biết mặt của ấy. Vì sai lầm của em mà cô ấy có cơ hội bước vào cuộc đời của anh. Nếu em không bỏ anh thì anh có cưới cô ấy không? Sao nào? Em muốn biết mặt của ấy như thế nào? Anh đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Giá như anh đợi em thêm một thời gian nữa, nhưng giờ thì mọi chuyện đã như vậy rồi. Không ai có thể thay đổi được nữa. Chúng ta suy nghĩ làm sao sống tiếp thế nào đây? Sẽ chẳng có ích gì cả. Chẳng có ích gì. Anh ba, em muốn xem cô ấy trông như thế nào. Thì ra cô ấy là Bindu Amma Desai. Người đã cướp anh khỏi em sao? Cô ấy trông có vẻ khá giản dị và ngây thơ hả? Nhưng dù sao thì Amma, nếu ở vị trí của ba anh, em cũng sẽ tìm một cô gái giống như cô ấy cho anh. Anh không thích nghe em nói vậy. Amma, em hy vọng cô ấy sẽ ly hôn với anh. Tất nhiên, cô ấy đã hứa với anh rồi. Tốt. Cho nên, ngay khi hai người ly hôn, chúng ta sẽ kết hôn ngay vào ngày hôm sau. Được chứ? Anh sẽ làm như em muốn. Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Đúng. Đúng vậy. Đúng chứ. Dân. Đúng vậy. Anh đã nói đi nói lại điều này từ sâu trái tim mình. Em hãy tin tưởng vào những gì anh nói.
em tin anh còn nhiều hơn em tin chính bản thân mình nữa. Tại sao em lại không tin tôi, Kankada? Tôi đã gây ra hiểu lầm gì mà khiến em có suy nghĩ muốn lấy đi mạng sống của mình chứ? Tôi sẽ bù đắp cho em tất cả. Tôi xin lỗi, Kankada. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhiều như vậy. Tôi xin lỗi.